Thưa các bạn, cúng ông công ông táo là một tục lệ lâu đời của người Việt Nam. Hàng năm cứ đến 23 tháng chạp, người người nhà nhà lại chuẩn bị những mâm cỗ tươm tất cùng với các loại vàng mã, giấy tiền và đặc biệt là cá chép vàng để tiễn ông công ông táo về trời. Vậy nguồn gốc tục lệ cúng ông táo và ý nghĩa ngày ông công ông táo là gì? Nguồn gốc tục lệ cúng ông táo. Lễ cúng ông công, ông táo là một trong những lễ cúng quan trọng trước dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của phong tục lâu đời này. Theo sử tích dân gian Việt Nam, hàng năm vào ngày 23 tháng chạp, táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm giao thừa, táo quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của các gia đình. Táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của lão giáo Trung Quốc, nhưng được người Việt cổ chuyển hóa thành sử tích táo quân bao gồm ba vị là thần đất, thần nhà, thần bếp núc. Tuy vậy, người dân vẫn quen gọi chung là táo quân hoặc ông táo. Chuyện xưa kể rằng Thị Nhi có chồng là Trọng Cao. Tuy ăn ở mặn nồng tha thiết với nhau nhưng mãi không có con. Vì vậy dần dà Trọng Cao hay kiếm chuyện xô xát dằn vặt vợ. Một hôm chỉ vì chuyện nhỏ, Cao gây thành chuyện lớn, đánh Thị Nhi và đuổi đi. Nhi bỏ nhà lang thang đến một xứ khác và sau đó gặp Phạm Lang. Phải lòng nhau, hai người kết thành vợ chồng. Phần Trọng Cao sau khi nguôi giận thì quá ân hận, nhưng vợ đã bỏ đi xa. Cao day dứt và nhớ Thị Nhi, liền lên đường tìm kiếm vợ. Ngày này qua tháng nọ tìm mãi, hết gạo hết tiền, Cao phải làm kẻ ăn xin dọc đường. Cuối cùng may cho Cao, tình cờ tìm ăn xin đúng nhà của Thị Nhi, đúng lúc Phạm Lang đi vắng. Nhi sớm nhận ra người hành khách đúng là người chồng cũ. Nàng mời vào nhà nấu cơm mời Cao. Đúng lúc đó Phạm Lang trở về. Nhi sợ chồng nghĩ oan nên giấu Cao dưới đống rạ sau vườn. Chẳng may đêm ấy Phạm Lang nổi lửa đốt đống rạ để lấy tro bón ruộng. Thấy lửa cháy, Nhi lao mình vào định cứu Cao ra. Thấy Nhi nhảy vào đống lửa, Phạm Lang thương vợ cũng nhảy theo, khiến cả ba đều chết trong đám cháy. Ngọc Hoàng cảm động trước tình nghĩa của ba người nên phong cho làm vua bếp, hay còn gọi là Định Phúc Táo Quân, và giao cho người chồng mới là Thổ Công trông coi việc trong bếp, người chồng cũ là Thổ Địa trông coi việc trong nhà, còn người vợ là Thổ Kỳ trông coi việc chợ búa. Ý nghĩa ngày ông công ông táo. Người ta quan niệm một năm mở đầu bằng Tết Nguyên Đán và kết thúc bằng Tết Ông Táo vào ngày 23 tháng chạp. Vì vậy, để được táo quân phù trợ, vào ngày này người ta làm lễ tiễn đưa ông táo về chầu trời rất long trọng. Đến đêm 30 tháng chạp, ông táo trở về cùng gia đình, bước vào một năm mới. Như vậy, hệ thống lễ Tết làm thành một chu trình khép kín, âm dương chuyển hóa cho nhau. Người xưa cũng cho rằng, sau khi nghe táo quân bẩm báo, Ngọc Hoàng sẽ căn cứ vào đó để định đoạt, có thể khen thưởng hoặc quở phạt gia chủ. Vì thế vào ngày 23 tháng chạp, trước khi táo quân lên thiên đình, người ta thực hiện nghi lễ cúng ông táo để ông nói tốt cho gia đình mình, giúp năm tiếp theo được ban tài, ban lộc và bình an. Không những định đoạt may rồi phúc hòa của gia chủ, sự hiện diện của các vị táo quân trong mỗi căn nhà còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong gia đình. Nghi lễ cúng ông công ông táo gồm những gì? Nghi lễ cúng ông công ông táo không cần chuẩn bị quá rườm rà, nhưng mỗi vùng miền cũng sẽ có những nghi lễ khác và lễ vật khác nhau. Thông thường theo tục lệ cúng ông táo, bên cạnh nhang đèn, giấy tiền, hoa tươi, mâm ngũ quả, mâm lễ mặn thì không thể thiếu được bộ mũ áo cho ông công ông táo. Mũ ông công gồm ba cỗ, gồm hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ
dành cho các ông táo thì có cánh chuồn, mũ dành cho táo bà thì không có cánh chuồn. Những mũ này được trang trí bằng các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những dây kim tuyến màu sắc sặc sỡ. Màu sắc của mũ, áo, ông công thay đổi hàng năm theo ngũ hành. Ví dụ năm hành kim thì dùng màu vàng, năm hành mộc thì dùng màu trắng, năm hành thủy thì dùng màu xanh, năm hành hỏa thì dùng màu đỏ, năm hành thổ thì dùng màu đen. Những đồ vàng mã này sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông táo vào ngày 23 tháng chạp cùng với bài vị cũ. Sau đó người ta lập bài vị mới cho táo công. Đặc biệt trong mâm lễ cúng ông công, ông táo không thể thiếu một thứ, đó là cá chép vàng. Bởi theo truyền thuyết, vào ngày 23 tháng chạp, ông công, ông táo sẽ cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình, nên người dân thường chuẩn bị một đôi hoặc ba con cá chép sống thả trong chậu nước cúng cùng đồ lễ khác. Sau khi cúng xong sẽ đem thả ở sông, ao, hồ, nghĩa là phóng sinh để đưa ông táo về trời. Phóng sinh cá chép ngày Tết ông công, ông táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn thể hiện sự từ bi quý báu của người Việt Nam. Nên cúng ông công, ông táo vào giờ nào? Sau khi tìm hiểu về lễ vật bài cúng ông táo, điều mà nhiều người quan tâm tiếp hẳn là ngày giờ cúng. Theo quan niệm xưa, 23 tháng chạp là lúc ông táo bắt đầu khởi hành cá chép bay về trời. Vì vậy, thời điểm thích hợp nhất để tiễn đưa là vào tối 22 hoặc sáng 23 tháng chạp. Dù bận công việc gì, bạn cũng nên cố gắng hoàn thành trước 12 giờ ngày 23 để các táo còn kịp lên đường nhé. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn nhấn like, nhấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.